Khủng long Carnotaurus sống vào thời kỳ cuối của kỷ phấn trắng, cách ngày nay khoảng 66 triệu năm. Tên gọi Carnotaurus có nghĩa là con bò ăn thịt. Ý nói đến cặp sừng kỳ lạ như sừng bò mọc ngay trên phía mắt của loài khủng long này. Khủng long Carnotaurus sống tại vùng đất Patagonia thuộc Nam Mỹ. Hóa thạch đầu tiên của loài khủng long này được phát hiện vào năm 1985 bởi nhà cổ sinh vật học nổi tiếng người Argentina José Bonaparte. Khủng long Carnotaurus có cặp mắt rất đặc biệt so với đồng loại khi chúng hướng về phía trước. Bên cạnh đó, cặp chi trước của chúng cũng rất nhỏ bé so với kích thước cơ thể. Theo ước tính, một con Carnotaurus trưởng thành có thể dài khoảng 8 mét và nặng khoảng 2,5 tấn. Phần hộp sọ của Carnotaurus cũng rất ngắn, kết hợp với phần cổ rất khỏe và cặp sừng kỳ lạ. Nó dẫn tới giả thiết về phương thức chiến đấu bằng cách húc mạnh vào đối phương. Đôi chân dài và mạnh mẽ giúp cho khủng long Carnotaurus có tốc độ di chuyển rất nhanh, có thể lên tới gần 60 km/h, khiến chúng trở thành kẻ săn mồi rất đáng sợ. Ngày nay, nếu bạn muốn tận mắt hóa thạch nguyên bản của loài khủng long này, bạn hãy ghé thăm Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Argentina.